Ông Đai Thi Chủ. Bạn cảm thấy da đầu các bạn có gầu, bạn cần làm mát da đầu mình. Nếu bạn vẫn chưa tìm ra câu trả lời, hãy thử dầu gội Hedden Soldiers hương bạc hà tự nhiên. Không chỉ bỏ gầu hoàn toàn mà còn cho bạn cảm giác mát rượi đầy sảng khoái và một mái tóc sạch gầu hoàn toàn quyến rũ. Dầu gội chỉ gầu Hedden Soldiers hương bạc hà mới tặng 2.000 đồng khi mua chai 400ml. Dù bé thật năng động, áo quần vẫn thơm suốt cả ngày nhờ thế hệ nước xả mới Comfort tinh chất. Áo con đâu rồi? Áo thơm quá, con may dữ rồi mẹ ơi. Comfort tinh chất mới, áo thơm cho bé suốt cả ngày. Red Bull, một cảm nhận thật sự khác biệt. Red Bull cảm nhận sự vượt trội. Phong cách độc đáo đầy cá tính. Chất lượng cuộc gọi tốt hơn hẳn. Vùng phủ sóng vượt mọi biên giới. Mang lại giá trị không gì sánh được. Mobifone, sức mạnh di động của bạn. Xin kính chào các quý vị, xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi muốn hỏi là các bạn có nhận ra những gương mặt ở xung quanh các bạn là những ai không ạ? Vâng, đó là những người đã chiến thắng trong các cuộc thi đấu đỉnh Olympia từ năm 1999 tới nay. Chúng ta hãy chào khán giả xem truyền hình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tất cả các bạn. À, bây giờ chị sẽ cùng các em, chúng ta sẽ suy nghĩ một chút về số 5 nhé. Số 5, vâng, bởi vì năm nay Olympia của chúng ta vừa tròn 5 tuổi. À, em nào có thể cho chị một ví dụ về số 5 như một sự trọn vẹn nào? Xin mời anh. Một bàn tay có 5 ngón á. Ồ, nhanh quá. Chị muốn hỏi các em, một quãng thời gian nào thì người ta hay cho là trọn vẹn, ví dụ như một kế hoạch gì nhỉ? Kế hoạch năm. Thế còn một em bé 5 tuổi thì vừa học xong cái gì nhỉ? Vâng, mẫu giáo. Và chuẩn bị. Và lớp 1 ạ. Qua 5 năm thì với đường lên đỉnh Olympia có rất nhiều em đã từ một học sinh phổ thông đã trở thành kỹ sư cử nhân và chuẩn bị trở thành những người đang xây dựng đất nước của chúng ta. Thế còn bây giờ thì chúng ta đang kỷ niệm 5 năm đường lên đỉnh Olympia. Vâng, như thế là chúng ta thấy số 5 vừa như một sự trọn vẹn nhưng cũng là một sự khởi đầu, một sự bắt đầu bởi vì một chặng đường mới đang chờ đợi tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì sau một ngày sinh nhật thật vui với bánh gato, với nến và rất nhiều những điều bất ngờ khác nữa. Các em đã sẵn sàng chưa? Và chúng tôi thấy có một người đang cũng rất là muốn trẻ lại và đang đứng ở trong hàng ngũ của các bạn học sinh. Vâng, các bạn đã nhận ra đây chính là ông Daikecho.
Và ông Michael Cho là giám đốc của công ty LG Electronics. Và chúng tôi xin mời ông sẽ có một vài lời để bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay. Congratulations, the fifth anniversary of the Olympia. Chúc mừng các bạn nhân lễ kỷ niệm thứ 5 ngày sinh nhật của chương trình Đường đỉnh Olympia. Và tôi rất vui mừng khi gặp lại các bạn trong tương lai. Thank you. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang có mặt tại Thác Đa, Ba Vì, Hà Tây với chương trình giao lưu với những người chiến thắng chương trình Đường đỉnh Olympia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi là đi tìm những chữ số mật mã của chương trình Đường đỉnh Olympia. Sẽ có 7 chữ số mật mã và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm 3 chữ số đầu tiên với trò chơi đua xe đạp địa hình tiếp sức. Mỗi đội sẽ có 3 vận động viên và có ít nhất một vận động viên nữ. Và các bạn sẽ đua 3 vòng quanh khu hồ này. Và người về đích đầu tiên sẽ là người được nhận 3 chữ số trong 7 chữ số và đích thứ hai là 2 chữ số, về đích thứ ba là 1 chữ số. Và đây là ba quân đội của chúng ta, ba người sẽ xuất phát, những khuôn mặt rất quen thuộc của chúng ta trong chương trình Đường đỉnh Olympia. Các bạn hãy chú ý chuẩn bị, từ từ chuẩn bị, 1, 2, 3 bắt đầu. Nguy hiểm quá, lui ra.
Dạ vâng, và đã có một tai nạn đã xảy ra rồi. Một tai nạn xảy ra, tại sao vận động viên này không đi tiếp? Đi tiếp lên, đi tiếp lên, đi tiếp lên, sẽ có người ra tầm nào. Đâu rồi, nhanh lên, đây là người thứ hai. Đây là chị vật, bạn nữ kia xảy ra, bạn là không giúp bạn nam. Không cần được, đi lên, đi lên rồi, đây là vận động viên của chúng ta. Đây là bạn, tối qua không nhìn thấy gì, đây là bạn Đặng Dương. Bạn đã qua một vòng rồi, đây là vòng thứ hai. Đây là vòng thứ hai. Các cổ động viên của chương trình cổ động cho các bạn rất nhiều. Nào vứt xe xuống, người B đâu rồi, là một bạn nữ. Đây là bạn nào, bạn tuyệt áo bây giờ. Rồi, đi lên rồi. Cố lên. Đã lên trên cao rồi, ô, con gái mà khỏe thế nhờ, đi rồi. Nam ngã rồi, may quá. Các bạn đã treo, cẩn thận lại ngã tiếp bây giờ. Bạn Cao Ngọc Lâm Viên là người của năm thứ nhất. Bạn đang huồng chân, bạn đang... Hình như bạn đi học 12 năm toàn đi bằng xe đạp thì phải. Vòng đi thứ hai, Lâm Viên đang người dẫn đầu. Chỉ cần được vòng thì thôi, chạy ra thì có về đích thôi. Còn đây là chướng ngại vật nữa, đây là lời cán đích cuối cùng của chúng ta đây, chúng ta phải về đích thôi. Trao giải thưởng cho ba đội nhất nhì ba, tất nhiên không có vòng nguyệt quế nhưng có phần thưởng rất là lớn, đó là chữ số vận mã của chương trình. Tiên tôi xin trao cho đội giải nhất. Đây là đội giải nhì. Các bạn hãy bí mật chữ số của mình. Hãy bí mật, hãy để cuối phần mở hết, cuối phần sẽ mở. Bây giờ bắt đội nhất mở thôi. Rồi, và đây là đội giải 3, trong này có một chữ số của 7 chữ số các bạn bán ngày hôm nay. Nhìn. Mình 3 đội 3, 3 giờ. Sao đây mới đầu tiên không biết rồi, mà quý vị và các bạn thân mến, cả ba đội đã có những chữ số vật mã trong tay và nhiệm vụ họ là đi tìm 4 chữ số cuối cùng của 7 chữ số vật mã. Và chúng ta vẫn còn một trò chơi khác nữa, đó là trò chơi bắt vịt trong hồ cùng với các bạn của chương trình Đưa Đỉnh Olympia. Và các bạn có biết nhiếp ảnh gia đang thực hiện những bức ảnh rất độc đáo cho kỷ niệm chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia thứ 5 là ai không ạ? Đó chính là bạn Nguyễn Thành Vinh. Và chúng ta sẽ trò chuyện một chút với bạn Nguyễn Thành Vinh nhé. Chào em đã mang những gì từ nước Úc xa xôi trở về để tham dự chương trình này? Dạ, em mang một số thiết bị máy móc để thực hiện cái niềm sở thích của em. Là vì em biết lần này đi chơi các bạn rất là vui, thì em muốn giữ lại những cái khoảng cách rất là đẹp đấy, thì em đã mang máy ảnh hoặc máy quay phim về để quay các bạn. Chiếc máy ảnh này là do em tự mua được hay như thế nào, từ học bổng của mình? Cái này là tiền do em đi làm thêm ở bên đấy trong quá trình em học và tự mua được đấy. Em đã làm thêm rất là nhiều việc, kể cả những việc lao động chân tay và kể cả những việc lao động trí óc. Hạn như là lao động chân tay thì em có thể đi phát poster hoặc là làm bồi bàn ở trong các nhà hàng quán ăn Việt Nam ở bên đấy. Hoặc là em có thể làm dự án, làm project ở trong trường với các thầy cô giáo. Cụ thể là project gì vậy? Vừa rồi em có làm một cái project về tổng hợp hydrocarbon trên xúc tác kim loại. Cái phương pháp đấy thì bây giờ chỉ mới thực hiện được trên lý thuyết thôi. Thì cái việc của em là làm nào cố gắng áp dụng đưa được nó vào trong cái sản xuất trong nhà máy. Nói chung là em rất là thích, tại vì là mình được tự làm cái công việc mà mình muốn. Nói chung là mình có thể dùng tất cả các thiết bị hiện đại trong đấy để làm tất cả những gì mình muốn. Mình có thể thực hiện được cái ý tưởng trong đầu của mình, có thể phát huy được hết cái trí tưởng tượng, cái trí sáng tạo của mình. Và thầy giáo của em thì cho em làm tất cả mọi thứ, kể cả những thứ mà nghe qua có vẻ rất là ngu xuẩn, nhưng mà thầy giáo của em cũng để cho em làm, để biết đâu từ cái ngu xuẩn đấy có thể ra được cái gì đấy thông minh. Em có thể cho mọi người xem một số bức ảnh của em chụp trong lần này được không? Dạ được ạ, mời chị nhìn ạ.
chúng ta đã tìm được gần nửa chữ số mật mã và còn nửa chữ số mật mã nữa. Chúng ta sẽ tìm được sau trò chơi này, trò chơi bắt vịt trong hồ. Và có 15 con vịt và ba đội sẽ phải tìm ra những con vịt có màu được giấu trong chân con vịt. Tuy nhiên các bạn đã bơi rất là nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ các bạn có thể vừa bơi vừa được bắt vịt. Và đội nào bắt được con vịt có chữ mật mã thì trò chơi đội đó sẽ kết thúc và các đội sẽ lên đây để gắp chữ số mật mã của mình. Và còn một hướng dẫn nhỏ dành cho chữ số mật mã cuối cùng. Và chúng ta cùng chờ đợi và cùng chúc cho cả ba đội bắt vịt thật nhanh và bắt được thật nhiều vịt, cả các con vịt không có chữ mật mã nữa. Các bạn thân mến, một con vịt xòe ra 2 cái cánh và 15 con vịt xòe ra 30 cánh cùng với tất cả những nhà huấn luyện chúng ta bắt vịt. Xin mời thả vịt. 15 con vịt nào, bắt đầu. 1, 2, 3. Bắt đầu xuất phát. 15 con vịt thôi. Rất nhanh, các bạn bơi rất là nhanh và bắt vịt cũng rất là cừ. Các bạn có một cái cách dụ vịt riêng của các bạn, tức là lên Olympia đây, và các bạn đã bắt được 3 con vịt và trong chân 3 con vịt đã có những màu của số mật mã. Tức là bạn đội mũ đỏ là có màu gì ạ? Màu xanh ạ. Màu xanh biển, và bạn của đội mũ vàng là có màu vàng. Vâng. Và bạn đội mũ xanh thì có màu hồng. Và đây là một trò chơi rất may mắn. Trong 3 chiếc hộp này sẽ có những chữ số mật mã của chúng ta. Một hộp có 3, một có 2, một có 1 chữ số. Và chúng ta tìm được 6 chữ số rồi, và chữ số cuối cùng trong này có một lời khuyên các bạn là hãy chọn chữ số nào chẳng hạn. Các bạn hãy chú ý và hãy làm theo. Và đây là con vịt của bạn, nó mang may mắn cho bạn, con vịt màu hồng. Bây giờ đội mũ đỏ đang tìm ra xem mình có mấy chữ số mật mã. Mấy ạ? Mấy chữ số mật mã? 2 chữ số mật mã và một tờ giấy là số mật mã cuối cùng. Ôi, con vịt lên sân khấu đây. Đội mũ vàng bắt con vịt có ký hiệu màu vàng có mấy chữ số đây? Một chữ số mật mã, một chữ số mật mã, một chữ số mật mã. Hai đội, một đội có 1 chữ số, một đội có 2 chữ số rồi, và chắc chắn là các bạn sẽ có 3 chữ số. Bạn đã biết được 5 chữ số. Đúng, số mật mã của chúng ta sẽ có 7 chữ số. Vâng, các bạn hãy nhớ chữ số của mình. Các bạn thân mến, đội mũ xanh đã tìm ra được 3 chữ số mật mã, và các bạn đã tìm được tổng cộng 5 chữ số mật mã. Tuy nhiên vẫn còn 1 chữ số mật mã nữa, tức là 7 chữ mật mã, thì có một lời dẫn các bạn là hãy đến phía sân khấu và nghe một bài hát. Trong đó sẽ có 1 chữ số mật mã cuối cùng. Bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1, tất cả quay vào đây. Số không đây sẽ là chữ O này. Số 1 là chữ O, là cái gì vậy? Có liên quan đến chương trình đường lên đỉnh Olympia trong 5 năm qua. Đấy, chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng giống nhau, chữ số ở giữa có giá trị nhỏ nhất.
chữ số, hai chữ số bên cạnh của chữ số ở giữa là có giá trị nhỏ thứ hai. Hết. Đội vàng không có câu trả lời. Đội đỏ vẫn đang suy nghĩ. Và đây là số của đội xanh. Đó là 5, 7, 2, 0, 2, 6, 5. Các bạn thân mến, khóa văn hóa của chúng ta sẽ là số đầu tiên là 5 năm. 5 năm Olympia. Vâng. Số thứ hai là số người tham gia chương trình đội tuyển Olympia trong 5 năm. Và số thứ ba là số vòng nguyệt quế được trao trong 5 năm là 265. Và đây là các bạn chúng ta 5, 7, 2, 0, 2, 6, 5. Và đây là phần thưởng của đội xanh. Xin mời đội xanh. Chào tất cả các bạn có nhớ tôi không? Tôi là Võ Văn Dũng. Tôi là học sinh đạt giải nhất của kỳ thi đội tuyển Olympia năm thứ tư. Tôi đạt được vòng nguyệt quế thì em sang trường Swinburne tại Úc học ngành hệ thống thông tin và kế toán năm thứ nhất. Vòng nguyệt quế của tôi đang bây giờ tôi vẫn để trên bàn học của mình. Và một kinh nghiệm của tôi cho các bạn chuẩn bị kỳ thi chung kết sắp tới là các bạn hãy đi cùng với người thân yêu nhất, bởi vì đó sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các bạn. Và nếu bạn bị cận thì hãy nhớ đeo kính và hãy kiểm tra nếu như để xem bạn bị lên số hay không. Ủa? Anh ơi, tóc ai vậy? Đây nữa. Chắc là tóc của nào rồi chứ gì. Khi mái tóc dài của bạn yếu và dễ gãy rụng, hãy dùng Sun Siêu nuôi tóc chắc khỏe với sâm và tinh chất cam dưỡng từng sợi tóc, giúp giảm gãy rụng ngay từ lần gội đầu tiên. Ủa, kẹp tóc của ai đây anh? Dầu gội Sun Siêu nuôi tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng ngay từ lần gội đầu tiên. Thưa quý vị khán giả, thưa tất cả các bạn, và trong dịp tổ chức sinh nhật 5 năm Olympia lần này thì chúng tôi có một buổi giao lưu rất đặc biệt. Đầu tiên thì chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một cái cuộc gặp gỡ bất ngờ ở chân đỉnh núi Ba Vì. Vâng, để có được cuộc gặp gỡ này thì chúng tôi đã gửi thông tin lên trên mạng Internet và có rất nhiều những thông tin hồi âm của các bạn đã gửi về cho chúng tôi. Các bạn đã gửi những cái điều mà các bạn thầm mong ước, ví dụ như có một câu hỏi là bạn thầm mong học ai nhất trong cuộc gặp gỡ lần này. Và sau đây sẽ là câu trả lời của một chàng trai: tham gia lần giao lưu này tôi mơ ước được gặp bạn Trần Ngọc Minh. Vâng, có lẽ là quý vị khán giả đã nhận ra cô gái xinh đẹp này chính là bạn Trần Ngọc Minh. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ hỏi là bạn có thể đoán ra là ai là người mơ ước được gặp bạn không? Dạ, hơi khó đoán ạ. Thế thì bây giờ bạn hãy chăm chú nhìn xuống các gương mặt dưới kia và sẽ chờ đợi xem ai sẽ đứng lên đỏ mặt và gãi tai lúng túng nhá. Vâng, tôi xin giới thiệu là người mơ ước được gặp bạn Ngọc Minh. Sinh năm 1982, vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, được giải vàng cuộc thi Thắp sáng tài năng trẻ kinh doanh 2003. Nguyễn Quang Tiệp, xin mời bạn hãy gặp gỡ với người trong mơ ước của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là gặp nhau đây tay bắt mặt mừng thì bạn Tiệp sẽ hỏi bạn Minh cái gì? Đơn giản hỏi là một năm qua thì mình đã làm được những gì?
một năm qua thì vẫn đang là sinh viên của Đại học Swinburne ở Úc. Thì Ngọc Minh đã cố gắng học tập và làm việc. Và vì năm vừa rồi là năm cuối Ngọc Minh ra trường, cho nên là Ngọc Minh cũng đã làm những đề tài, làm đề tài tốt nghiệp, kết quả cũng tương đối tốt đẹp. Với cái kết quả học của em thì em đã được trường Đại học Swinburne của em nhận thẳng vào chương trình học tiến sĩ, và em cũng được học bổng toàn phần của trường. Và tất cả chúng ta xin chúc mừng bạn Trần Ngọc Minh. Như vậy một lần nữa bạn lại đang giữ một ngôi vô địch, đúng không ạ? Sau khi vô địch Olympia lần thứ nhất thì bây giờ bạn đang giữ ngôi vô địch, thì bạn sắp sửa được học bổng tiến sĩ. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì sẽ là cuộc gặp gỡ thứ hai của chúng ta. Có một bạn mơ ước, một bạn khác. Đặng Hà Quốc Bình. Bạn Quốc Bình đâu ạ? Các bạn có đoán ra là bạn Quốc Bình mong được gặp ai không ạ? Quốc Bình thi Olympia năm thứ mấy? Dạ, em thi năm thứ tư ạ. Lúc đó em đang học trường nào? Em đang học tại trường Thế giới Liên kết tại Ấn Độ ạ. Ấn Độ? Như thế em vừa trở về từ Ấn Độ? Các bạn nhìn thấy trong bạn ấy có giống một diễn viên điện ảnh Ấn Độ không nhỉ? Em có thấy là trong em hơi có vẻ như là giống người Ấn Độ rồi không? Dạ có vẻ thế ạ. Dạ. Chị muốn hỏi em là em mong ước gặp bạn nào? Dạ em mơ ước gặp anh Quang Kiệt ạ. Anh Quang Kiệt? Em làm cho rất nhiều bạn gái đang thất vọng đấy. Nhưng mà vì sao em lại muốn gặp bạn Quang Kiệt nhỉ? Bạn Quang Kiệt đang ngỡ ngàng nhìn chúng tôi. Quang Kiệt không chưa giấu nổi nét bàng hoàng trên vẻ mặt. Vì sao phải là muốn gặp anh Quang Kiệt? Dạ, tại vì trong thời gian em đi học thì anh Quang Kiệt là người giữ liên lạc lâu nhất với em ạ. Trong khoảng thời gian đầu khi mới sang học thì em cũng gặp nhiều khó khăn. Anh Quang Kiệt là người đã động viên cho em rất là nhiều. Và xin mời Quang Kiệt em hãy lên đây. Chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Quang Kiệt nhỉ. Kiệt có thể cho biết là vì sao giữa hai người lại có một cái tình bạn đặc biệt như vậy? Dạ, em cũng không biết nữa, hoàn toàn bất ngờ. Tại vì em cũng hay online, cũng chat với nhiều bạn. Gặp em là toàn là buổi sáng không mà trúng giờ em làm thêm mà. Cái mà nó chết lẻ lắm mà em thì gõ còn làm việc nó mà gõ chậm hoặc là chưa trả lời, cái là nó cứ anh ơi anh ở đâu vậy mà không trả lời em. Sao anh làm gì thế? Cái là chị muốn hỏi em là vì sao em lại giỏi chat đến thế, tức là em lại giỏi vào internet đến thế. Em đang học khoa gì nhỉ? Ngành gì? Dạ em đang học báo chí xã hội, trường xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ô thế ở trong đề có một môn gọi là môn chat à? Dạ không ạ. Chị không thấy ở khoa báo chí có dạy môn nào gọi là môn chat? Không có môn chat à, nhưng mà có môn nghệ thuật giao tiếp à. Em đầu năm rất là tốt, em có thể trở thành một phóng viên truyền hình rất là tốt trong tương lai. Và một câu hỏi nữa là khi hai em chat với nhau, hai em nói chuyện với nhau qua máy tính ấy, qua internet ấy, thì và một người ở Việt Nam, một người thì ở Ấn Độ, thì các em có bao giờ nhắc đến những kỷ niệm trong Olympia không? Và nếu mà nhắc đến cuộc thi này các em sẽ nhắc đến điều gì? Em nào trả lời em? Dạ, câu hỏi em hay thường hỏi anh Kiệt là năm nay có giao lưu không ạ? Em muốn gặp lại các mọi người. À thế à, thế khi em biết năm nay có giao lưu thì em ngay lập tức làm gì nhỉ? Đặt vé máy bay trở về. Vâng, như thế là một người đã trở về từ Ấn Độ. À, thế còn Kiệt thì em có nhắc lại kỷ niệm gì với Olympia cho bạn Quốc Bình nghe không? Bình hay hỏi thăm, cố ý hỏi thăm các anh chị khác đang học ở nước ngoài và cả các bạn, các anh chị đang học ở Việt Nam nữa. Mà em thì tại vì tài lanh quá cho nên là nắm tin tức của mọi người cũng hơi bị nhiều. Và chúc là mọi người sẽ còn giữ được những mối liên kết với nhau chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. Xin cảm ơn tất cả. Còn bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một người nữa cũng vừa trở về từ nước ngoài và cũng đã mua vé máy bay và bay ngay về Việt Nam khi nghe tin có cuộc giao lưu này. Và một điều thật bất ngờ là bạn ấy trở về từ một nước và từ một ngôi trường mà năm nay sẽ kỷ niệm 250 năm thành lập. Các bạn có đoán ra là một ngôi trường nào mà đang sắp sửa kỷ niệm 250 năm thành lập không ạ? Và bây giờ thì cô gái đó sẽ đứng lên để các bạn nhìn thấy. Đó là bạn Nguyễn Thị Bích Vân, sinh viên khoa toán cơ trường học tổng hợp Lomonosov, Moscow. Xin chào em. Thật sự chị rất là ngỡ ngàng khi mà được biết tin là em học khoa toán cơ của trường đại học tổng hợp Lomonosov. Khoa toán cơ thì là một khoa rất là nổi tiếng, nó nằm ở trên đồi Lenin, xung quanh có những vườn táo rất là xanh đúng không? Xanh tốt và em có thể ăn táo không mất tiền.
Vâng ạ, ngày mùa hè nào em cũng cùng các bạn đi hái táo và thưởng thức vị ngọt ngào của những trái táo này. Ở đó thì rất là nổi tiếng, một cái khoa nổi tiếng với những cái người đã được giải các cuộc thi toán quốc tế và chúng ta đều biết tên, ví dụ như là Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng, rồi những năm trước như là Hoàng Lê Minh vân vân. Và bây giờ thì chúng ta thật tự hào có một người của Đường lên đỉnh Olympia đang học ở khoa toán cơ MGU. Thế còn bây giờ thì em sẽ nói chị biết là em mong ước gặp những bạn nào nhỉ? Dạ em mong ước gặp lại tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã cùng thi với em năm 1999. Những người đã cùng thi với em năm 1999 như là anh Doãn Minh Đăng, chị Hoàng Nhi, anh Phan Minh Châu ạ. Rất là tiếc là trong số những cái tên mà bạn vừa mới nói thì bạn Hoàng Nhi thì không có mặt trong cuộc gặp gỡ này, bạn Phan Minh Châu thì đang ở Singapore. Thế và có một cái tên mà bạn nói ra và đang bạn đó đang ở đây, đó là bạn nào nhỉ? Doãn Minh Đăng, Doãn Minh Đăng đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Vì sao lại muốn gặp gỡ với bạn Doãn Minh Đăng? Anh Đăng là em cũng giữ liên lạc nhiều nhất sau khi sang Nga học ạ. Vì sao lại giữ liên lạc với cả anh Đăng nhiều nhất? Em cũng không biết là tại sao vậy, bọn em lại gặp nhau có internet ạ. Và sau đó thì anh Đăng đã giới thiệu cho em địa chỉ forum của Đường lên đỉnh Olympia và em thường vào đó để đọc các thông tin về mọi người ạ. Và thì em cũng thường nói chuyện với anh Đăng có internet ạ. Chị muốn hỏi Vân là những câu chuyện hoặc là những cuộc gặp gỡ rồi là những trao đổi thông tin qua mạng internet ý, có giúp em cảm thấy bớt cô đơn hơn trong những ngày ở nước Nga lạnh giá đầy tuyết trắng không? Dạ có ạ, cái đó thì em cảm thấy rằng là Đường lên đỉnh Olympia như là một gia đình nhỏ và mọi người luôn động viên nhau trong học tập và cuộc sống ạ. Xin cảm ơn em, chúng ta sẽ gặp lại hai bạn sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp bạn Nguyễn Hải Phong. Nguyễn Hải Phong là học sinh trường chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai. Em đã thi Olympia năm thứ mấy? Dạ em thi năm thứ ba. Em muốn là em tiết lộ là em muốn gặp ai hay là chị sẽ đọc tên bạn đó nhỉ? Chị sẽ đọc tên. Vâng, như vậy chúng ta sẽ cùng nhìn xem tất cả các bạn xem là bạn Nguyễn Hải Phong mong đợi gặp ai nhất. Người mà bạn Hải Phong mong đợi được gặp đó là bạn Mai Thanh Tiếp. Vâng, bạn Mai Thanh Tiếp đó ạ. Vâng, xin mời bạn Mai Thanh Tiếp. Các bạn có nhớ bạn Mai Thanh Tiếp là người có đặc điểm gì không nhỉ, Hải Phong? Dạ, đó là cái hôm sau khi chung kết, Tiếp khóc là nức nở. Và đã được mệnh danh là chàng trai mít ướt. Hôm nay thì không thấy Tiếp khóc nữa rồi, Tiếp cười. Tiếp có nhớ là cái giây phút chung kết Olympia vì sao Tiếp lại khóc không? Rất nhiều người thương em quá, cũng khóc hù hù, sụt sùi. Tại vì là cái kỷ niệm đấy thì rất là đáng nhớ với em. Bởi vì là trước cái đêm thi chung kết ấy thì là lần đầu tiên em xa nhà. Nên là em không thể nào ngủ được, cả đêm em thức. Thế là đến ngày hôm sau thì là do em căng thẳng quá. Thế đến cái lúc mà thi xong thì em cũng muốn là mình giải tỏa một cái gì đấy. Nên là cách giải tỏa tốt nhất là khóc. Như chúng ta thấy đỉnh Olympia còn là đỉnh cao cảm xúc nữa ạ. Không chỉ là những niềm vui tột đỉnh và có cả những giọt nước mắt rơi từ đáy lòng đúng không? Và em có nhìn thấy cái cảnh em khóc về sau này không? Có, sau đấy thì em nghĩ là sau khi mà thi Olympia xong thì mình suy nghĩ chín chắn hơn. Mình có thêm bạn bè và cảm thấy tự tin hơn so với cái trước khi đấy. Và chị nghĩ rằng em đã biết cách để an ủi khi mà có một người bạn nào đó đến cạnh em và khóc. Dạ vâng ạ. Chị hy vọng là như vậy. Rồi thế thì tại sao Phong lại muốn gặp Tiếp nhỉ? Chị đã bị cũng một năm rồi, bạn bè thân thiết mà không gặp lại nhau. Muốn gặp lại để xem hỏi có khi nào khóc hay không. Có lúc nào khóc hay không? Thế giờ gặp nhau rồi thì làm gì? Cùng gặp nhau và khóc à? Hay là gặp nhau và cười các bạn? Gặp nhau và gì nhỉ? Nhau cười. Và ngày mai đá bóng với nhau một trận đá đời chứ ạ? Dạ vâng. Chúng ta hãy hoan nghênh hai bạn của chúng ta. Cảm ơn hai em. Bạn Tiếp này, thế thì tôi muốn hỏi bạn là thế còn bạn đến đây thì bạn lại mong muốn được gặp ai? Em mong muốn được gặp bạn Nguyễn Thanh Xuân. Tuy nhiên là bạn Xuân thì hiện giờ đang học ở Úc và do điều kiện thì bạn không thể quay trở về được. Thế thì bạn có thể gửi lời chào bạn Xuân có ống kính màn hình ạ? Trong giờ phút này thì tớ rất mong là có Xuân ở đây. Và tớ chúc bạn là luôn luôn học tốt và cảm thấy lạc quan trong cuộc sống. Tớ mong là một ngày nào đấy thì chúng ta sẽ gặp nhau và bạn sẽ trở về trong thành công. Xin cảm ơn em và chúc cho em có một tình bạn thật là bền vững với bạn Thanh Xuân. Dạ vâng. Cảm ơn em chị. Bởi vì chị hy vọng rằng là Olympia sẽ là nơi để chúng ta trở thành những người bạn tốt đúng không ạ? Vâng.
Thế là các bạn đã nhìn thấy có rất là nhiều bạn đã trưởng thành, đã trở thành những kỹ sư rồi những cử nhân và đã làm ở các cơ quan của nhà nước hoặc là các cái vị trí công tác của mình. Khi trở về Olympia thì họ trở lại cái tuổi thơ, tuổi học trò của mình năm nào. Còn những ý tưởng của các bạn thì vẫn luôn luôn được nảy nở, luôn luôn được sáng tạo, bởi vì sáng tạo là một quá trình không ngừng. Bây giờ chúng ta sẽ tới với một phần rất thú vị của cuộc giao lưu ngày hôm nay, đó là phần thi của các ý tưởng sáng tạo, và nó sẽ có tên là sáng tạo không ngừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngày hôm nay tới dự với chương trình của chúng ta có một hội đồng giám khảo để chấm các ý tưởng của mình. Vâng, trước hết chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà giáo Đỗ Kim Hồi đã tới với chương trình của chúng ta. Và Wendy Stone đại diện cho Trung tâm Tiếng Anh Apollo. Và chúng tôi cũng thấy tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã tới với chương trình của chúng ta. Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải. Và tất nhiên là không thể thiếu sự có mặt của ông Dai Kecho, Tổng Giám đốc NG Electronics. Chúng ta sẽ lắng nghe các ý tưởng và sau đó thì hội đồng cố vấn của chúng ta sẽ chấm các ý tưởng này. Đồng thời sẽ quyết định xem là có một bạn sẽ được giành một giải nhất của chương trình. Và nhà tài trợ sẽ quyết định xem là có trao cho bạn đó một số tiền ngay lập tức tại đây không, để bạn sẽ thực thi ý tưởng của mình. Thế còn tất cả các bạn nhiệm vụ là làm gì nhỉ các bạn nhỉ? Không chỉ cổ vũ đâu, còn làm một việc nữa cơ. Đặt câu hỏi để gọi là gì nhỉ? Làm sao để có thể là cho các bạn đó phải suy nghĩ, vâng, chất vấn các bạn đó, các bạn thấy không? Và chúng ta sẽ phải làm sao để các bạn đó phải bật ra được những ý tưởng sáng tạo hay hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhá, và xin mời ý tưởng đầu tiên bạn Nguyễn Đình Quý, xin mời em. Trước hết em giới thiệu một vài câu về bản thân mình. Xin kính chào các vị đại biểu cùng toàn thể các bạn ạ. Em là Nguyễn Đình Quý, từng tham gia cuộc thi điều đỉnh Olympia lần thứ 2, đại diện cho trường Phổ thông Trung học Kim Liên Hà Nội. Thì hiện nay em đang học ở trường Đại học Nanyang Technological University của Singapore. Chị muốn hỏi là cùng trường với em có những bạn nào thi Olympia nữa nhỉ? Hiện giờ học ở trường Đại học NTU của em thì hiện giờ có 6 Olympia. 6 người thi Olympia đã học ở dạ, vâng. Singapore cùng với em. Em dạ, có thể vâng. kể tên nào? Thứ nhất là anh Phan Minh Châu ạ. Phan Minh Châu. Thứ hai là anh Nguyễn Đắc Dương ạ. Nguyễn Đắc Dương, vâng. Vâng. Và thứ ba là bạn Võ Tấn Trung ở Lê Hồng Phong, Hồ Chí Minh, thi năm thứ ba. Vâng. Thứ tư là bạn Nguyễn Ngọc Giang, học trường Trần Phú, Hà Nội, thi năm thứ hai. Và cuối cùng là anh Trần Phương Nam, học ở trường Năng Khiếu của Trần Phú, Hà Nội tiếp. Vâng, rất cảm ơn mọi người ạ. Ý tưởng của em là em muốn mở một cửa hàng có thể giúp đỡ khách hàng tạo ra các đĩa nhạc cá nhân theo yêu cầu ạ. Tất cả mọi người có thể thu âm một cách đơn giản qua hệ thống máy vi tính bằng kỹ thuật thu âm bình thường, có thể gồm có máy ảnh kỹ thuật số, gồm có kỹ thuật phần mềm về thu âm hiện giờ đang có rất là phát triển ở trên mạng. Thì hiện giờ như các bạn đã biết, các công ty thu âm ở Việt Nam đang rất phát triển, nhưng việc để thu âm một chiếc đĩa nhạc cá nhân thì hoàn toàn gặp một số khó khăn về kinh phí, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên học sinh. Để tạo một chiếc đĩa nhạc cá nhân, các bạn phải tốn khoảng từ 300 đến 400 nghìn đồng. Như vậy là khá cao so với mức sống bình thường của mọi người. Và ngoài ra, nội dung và thời gian để thực hiện một chiếc đĩa nhạc cá nhân như vậy cũng khá là phức tạp. Vì vậy, ý tưởng của em là có thể giúp đỡ được mọi người tạo một chiếc đĩa nhạc cá nhân với giá cả hợp lý hơn. Và ngoài ra, giúp đỡ mọi người có thể với thời gian và nội dung rất là ngắn và rất là sâu sắc và độc đáo. Như vậy một chiếc đĩa CD đó có thể trở thành một món quà rất độc đáo và ý nghĩa để dành tặng những người thân và những người bạn bè của các bạn trong tương lai. Và em hy vọng rằng em có thể thực hiện nó trong một tương lai rất gần sau này. Chúng ta hân hạnh các bạn ạ. Bạn Nguyễn Đình Quý là học sinh cũ của trường Kim Liên, và bây giờ thì những ý kiến phản biện bắt đầu. Xin mời một ý kiến đầu tiên. Hiện thời thì theo như mình biết thì ở Việt Nam cái thị trường thu âm đang bão hòa, bởi vì có ngoài các cái phòng thu như bạn nói thì còn có các phòng karaoke nữa với giá rẻ hơn rất nhiều các phòng thu. Vậy thì bạn làm như thế nào để có thể in sâu cái hình ảnh của cửa hàng của bạn vào tâm trí khách hàng cùng với cái mức giá của bạn?
tới giá cả khoảng 300-400 nghìn, thì giá cả đó rất cao so với mức sống bình thường, đặc biệt các bạn sinh viên học sinh chúng ta. Các bạn nhiều khi cũng muốn tặng một chiếc đĩa CD để tặng cho các bạn người thân hoặc là những gì, nhưng chúng ta không thể làm với số lượng nhiều hơn một chút. Ngoài ra, cái việc mà thu âm như thế này, các bạn có thể tạo ra một số cái nội dung đặc sắc hơn, chẳng hạn như có thể lời mở đầu là một bài hát bạn yêu thích, lời nhưng mà lời kết có thể là một lời bày tỏ tình cảm với một ai đó, thì đó sẽ là một món quà hết sức độc đáo ạ. Chúng tôi xin mời tác giả Doãn Minh Đăng. Trước tiên em xin chào quý vị đoàn giám khảo và các bạn. Con có một cái nhu cầu, là nhu cầu làm sao để quản lý được cái việc gia tăng tri thức của mình trong một khoảng thời gian nào đó. Các bạn cũng biết là có một cái câu tri thức của nhân loại tăng gấp đôi sau mỗi 5 năm. Như vậy thì mình lấy gì để mình định lượng được cái tri thức của mình tăng bao nhiêu phần trăm trong một thời gian nào đó? Vâng, thì cái ý tưởng của tôi là làm một cái website. Trên website đó có các công cụ như là sổ tay online, sổ tay tri thức hoặc là nhật ký trên mạng, để cho mỗi một khi bạn học được cái kiến thức nào đó, bạn ghi vào cái sổ tay đấy, dần dài khoảng chừng vài tháng hoặc là vài năm, bạn kiểm tra lại có thể biết được là tri thức của mình đã tăng bao nhiêu phần trăm một cách tương đối thôi trong một khoảng thời gian đó, và họ nó sẽ nhắc nhở bạn là bạn nên học thêm những lĩnh vực nào đó, học thêm bao nhiêu phần trăm nữa chẳng hạn như thế. Và thứ hai là có thể chia sẻ thông tin giữa các người dùng. Nếu mà ta được có được số lượng người dùng lớn cho cộng đồng người Việt Nam thôi, thì chúng ta có thể đưa ra những cái chuẩn để chia sẻ kiến thức trên mạng. Một ngày nào đó bạn có kiến thức mới thì bạn có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình, những cho toàn bộ mạng, hoặc là cho một nhóm nào đó như một nhóm Olympia chẳng hạn. Hôm nay tôi đến đây không phải chỉ để thi, mà tôi muốn tìm các bạn có cùng một cái cùng ý tưởng để làm cái dự án này. Thì sau cuộc giao lưu này trong mùa hè chắc là tôi sẽ bắt đầu ngay. Chúng tôi mong muốn các bạn là sẽ tham gia. Thứ nhất là nếu mà bạn học về tin học thì bạn sẽ làm lập trình, hoặc là nếu bạn học về kinh tế thì bạn sẽ lo về phần tài chính cho trang web, để nuôi trang web chẳng hạn. Xin mời, vâng, một ý kiến của bạn là tiếp. Anh nghĩ thế nào khi mà anh nghĩ là cái tất cả những cái tri thức ấy của anh được đưa lên mạng, trong khi đấy là anh giải quyết như thế nào về vấn đề bảo mật? Thứ nhất, thứ hai là vấn đề là những người xấu lợi dụng những cái tri thức mà anh đưa ra để làm vào những mục đích mà không tốt. Tức là khi mà chúng ta đã đưa lên mạng rồi á, thì là cái việc bảo mật chắc chắn là phải làm được. Có thể là có một cho những lỗi nào đó, nhưng mà bây giờ cái điều kiện internet, điều kiện kỹ thuật của chúng ta đã cho phép khả năng bảo mật cũng rất khá là cao rồi. Cho nên tôi đảm bảo là sẽ bảo mật được. Thứ hai là khi mà mình đã đưa thông tin lên mạng rồi thì cái đó là về bản quyền là mình không giữ nữa. Đó chỉ là tri thức của mình thôi. Và cái ý đồ là tôi làm trang web đó để mọi người chia sẻ tri thức với nhau, làm sao cho họ học hỏi nhau nhanh nhất, chứ không có phải là để giữ kín cái đó của mình. Đúng không? Nếu mà bạn đã chia sẻ được thì là người ta có thể dùng được, còn dùng vào mục đích nào, cái đó có thể là phải do tùy theo luật pháp quy định thôi. Bạn đang làm tôi nhớ đến một câu nói là cái cách tốt nhất để bạn nhớ được kiến thức của mình là bạn chia sẻ với những người khác ạ. Tôi thấy ý tưởng của bạn đang thể hiện rất là rõ cái điều này. Còn một ý kiến nữa, một câu hỏi nữa phải không ạ? Em cũng có một ý kiến nữa thế này. Là vì em nghĩ là về cái tính bảo mật đấy, anh không thể giữ. Anh không phải là người giỏi nhất được. Cho nên sẽ có những người sẽ hack được của anh. Cho nên em nghĩ là cách tốt nhất đó là anh mở nó với mọi người. Và đến khi nào người nào tìm được cái lỗi thì anh khuyến khích người đó để công bố với mọi người. Như thế trang web của anh sẽ tốt hơn ạ. Xin cảm ơn tất cả các ý kiến của các bạn. Và bây giờ sẽ là tác giả Nguyễn Kiên Cương. Đây có phải ý tưởng của em không nhỉ? Vâng, xin mời em trình bày. Em hãy trình bày ý tưởng về một ước mơ của em đi, mà nó phải có tính khả thi một chút. Em học ngành hàng không nên em rất thích về cái gì nó có thể bay lên trời được. Và cái thứ hai là em cũng rất thích một cái nữa, đấy là rất thích xe thể thao, xe hơi thể thao. Đấy, cho nên em có một ý tưởng là em muốn ghép hai cái đấy vào thành một. Tức là có thể tạo một cái xe và vừa có khả năng bay và vừa có khả năng mà chạy trên mặt đất. Nếu mà muốn cho một chiếc máy bay hạng nhẹ cất cánh được, thì chỉ cần tốc độ khoảng tầm 200 km/h, ô tô thể thao trên thế giới hiện nay thì đạt về tốc độ 400 km/h là chuyện hoàn toàn bình thường. Và với tốc độ như thế thì hoàn toàn có thể cất cánh được ạ. Và bây giờ thì là ý kiến của tất cả các bạn. Các bạn nghĩ rằng ý tưởng này có thực hiện được không? Dạ, em muốn hỏi anh Cương là khi làm một cái máy bay siêu nhẹ dạng đấy ạ, thì mình phải tính toán để sao cho trọng tâm nó chỉ khoảng, như theo tính toán của Hội Khoa học Việt Nam bây giờ đang làm một cái máy bay siêu nhẹ chỉ dao động trong khoảng 7 cm ạ. Như vậy thì với những người có trọng lượng khác nhau thì cái vị trí trọng tâm sẽ khác nhau ạ. Như vậy thì là khi thiết kế ạ, mình phải làm thế nào để sao cho điều chỉnh được cái trọng tâm, mà khi cái người sử dụng thì phải có cái bộ phận nào đó để giúp người ta có thể xác định được là phải gắn thêm cái đối trọng vào phần nào để trọng tâm vẫn vào rơi đúng vị trí ạ, đối với người nặng nhẹ khác nhau ạ. Chị thấy là trước hết em có thể cho biết là em học ở trường nào không ạ?
Dạ, em học ở Bách Khoa Hà Nội ạ. Em có một cái may mắn là em trong cái đồ án tốt nghiệp của em là em được thiết kế nguyên vẹn một chiếc máy bay. Và em cũng có được tính toán trọng tâm, thế cho nên em cũng biết sơ sơ qua về cái đấy. Máy bay bình thường ấy không bằng cái máy bay này ở một số cái. Cái thứ nhất là cái máy bay đấy nó có 3 bánh cho nên là nó cái giới hạn trọng tâm của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với nếu mà một cái ô tô bình thường nó chạy là 4 bánh. Và cái trọng tâm của nó sẽ có thể là dao động trên một phạm vi lớn hơn nhiều. Cho nên là kỹ thuật thì em nghĩ là có thể là chúng ta sẽ học sức để điều chỉnh sau ạ. Nhưng em muốn hỏi thêm là thế thì khi thiết kế ra như vậy thì cái mục đích sử dụng của cái máy bay này và cái mô tô này thì có thể để giải quyết qua những cái nút giao thông hay là anh dùng để nó để làm gì hay chỉ là cái ý tưởng để bay bổng thôi ạ? Bây giờ nếu mà mình bay lên trời để có thể bay được từ điểm này đến điểm khác thì nó sẽ giải tỏa được rất nhiều về cái nạn ách tắc giao thông. Dạ. Và anh nghĩ rằng đấy là giải pháp cho tương lai. Thế anh có ý tưởng nào để đưa ra cái luật giao thông đường hàng không kết hợp đường bộ không ạ? Anh nghĩ rằng một khi mà công nghệ đã phát triển thì luật cũng sẽ phải thay đổi theo. Chúng ta xin cảm ơn các câu hỏi và các câu trả lời rất thú vị của hai người. Xin cảm ơn bạn Kiên Cương. Còn bây giờ là một ý tưởng tiếp theo. Vâng, đó chính là bạn Tiệp đã tới từ trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Xin mời bạn Tiệp sẽ trình bày ý tưởng của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Quang Tiệp, thi Olympia năm thứ nhất và mình đến từ Hải Phòng. Mình đến đây để kể với các bạn một câu chuyện. Có một lần mình đến thăm một người bạn của mình và bạn ấy, mình thấy bạn ấy treo ở trước cái góc học tập của mình một cái bức tranh. Trong đấy có hình một con chim đang nuốt một con ếch, nhưng mà con ếch vẫn dùng hai tay để bóp cổ con chim đó. Và có cái chữ là never give up, không bao giờ bỏ cuộc. Cái bức tranh đó nó rách góc rất nhiều rồi. Thế nên mình mới hỏi người bạn của mình mà tại sao bạn không thay bức tranh mới. Thì bạn nói rằng là mình thích bức tranh này quá mà bây giờ ở Việt Nam thì cũng chẳng thấy có cái gì nó tương tự như thế. Và từ cái tình huống như thế thì mình mới lấy lại ý tưởng. Tại sao mình không sản xuất những cái như vậy, đẹp hơn như vậy và có ý nghĩa như vậy để có thể cho bạn bè mình, cho những người mà có khát khao vươn lên. Mỗi khi mình họ nhìn vào họ lấy lại được cái quyết tâm của mình. Và mình đã mạnh dạn điều tra thị trường với một quy mô là 300 phiếu điều tra ở học sinh và sinh viên Hà Nội. Và cái kết quả rất là đáng ngạc nhiên là có đến 95% có khẩu hiệu cho riêng mình. Trong đó có 62% thể hiện khẩu hiệu của mình bằng chữ viết hoặc hình vẽ trên giấy rồi dán lên tường. 89% trong số đó không thấy thỏa mãn. Các bạn lưu ý là không thấy thỏa mãn với cách thể hiện khẩu hiệu của mình. Và 38% muốn tặng danh ngôn hoặc những thứ tương tự như vậy để động viên cho bạn bè. Và từ đó thì mình mới mạnh dạn nghĩ rằng là có thể sản xuất được những sản phẩm như thế này. Poster lửa hồng của mình thì có kích cỡ là 30x40cm và gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là phần hình thức thì nó sẽ được thiết kế bằng in trên giấy bìa cứng đẹp, có ép plastic cả hai mặt với chất lượng hình ảnh, chất lượng mực cũng như là chất lượng giấy và tất cả các cái đều ở mức cao. Thứ hai là về mặt nội dung thì gồm có danh ngôn hoặc là một cái câu khẩu hiệu nào đó có tác dụng là khích lệ tinh thần con người vượt qua khó khăn để bước trên con đường mình đã chọn. Đi kèm với nó là một cái hình hết sức thú vị mà thể hiện được cái ý tưởng của câu khẩu hiệu đó, với yêu cầu là phải hết sức là có ý nghĩa để người ta không thể nào quên được. Và phần đằng sau của poster của mình thì sẽ là gồm một số thông tin của nhà sản xuất, một số cái gợi ý để về cách sử dụng của cái poster này và các thông tin khác để người sử dụng có thể điền vào đấy, ví dụ như để tặng bạn thân của mình. Và mục tiêu sản phẩm của mình gồm có hai nhóm khách hàng chính. Một là nhóm khách hàng cá nhân, đấy là học sinh, sinh viên hay là cha mẹ mua tặng cho con cái hay là bạn bè mua tặng nhau nhân ngày sinh nhật chẳng hạn. Đặc điểm của cái nhóm khách hàng cá nhân này là dễ bị thuyết phục mua hàng nhưng độ trung thành không cao. Và chúng tôi đánh giá đây sẽ là cái nhóm khách hàng mà mang lại nguồn thu trong thời gian đầu cho công ty. Và nhóm khách hàng thứ hai của chúng tôi mà chúng tôi muốn hướng tới đó là những doanh nghiệp lớn, những trường học, những cơ quan nhà nước. Chúng tôi xác định là đây sẽ là nhóm khách hàng mà tạo được cái doanh thu về mặt dài hạn cho công ty của chúng tôi. Xét về ý nghĩa kinh tế, qua tính toán thì vốn đầu tư của tôi chỉ là 500 triệu đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 50%. Thứ hai là thời gian tỷ suất hoàn vốn cao 50% một năm, nghĩa là chỉ sau 2 năm là các bạn đã thu lại về được 500 triệu đó, và sau 2 năm đó thì các bạn hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận siêu ngạch. Cái thứ ba là thủ tục pháp lý thông thoáng, thứ tư là quy trình sản xuất đơn giản gọn nhẹ, và cái thứ năm nó rất phù hợp với cái nhu cầu thị trường hiện nay. Và xét về mặt xã hội mà nói thì sản phẩm của chúng tôi xin khẳng định là mang tính nhân văn rất sâu sắc, nó quảng bá được văn hóa của Việt Nam cũng như là phổ biến được văn hóa tinh hoa văn hóa thế giới. Thứ hai là nó góp phần bồi đắp tâm hồn của con người Việt Nam hiện đại, và thứ ba là giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập. Xin hết ạ.
Vâng, anh Hoàng Tiệp. Vâng, đúng là như ta nói là chỉ cần một ý tưởng đúng không ạ? Là ngay lập tức là có một bài thuyết trình hết sức là hấp dẫn, đúng là một học sinh rất xuất sắc của trường Đại học Ngoại thương. Và bây giờ là những câu hỏi dành cho bạn Tiệp. Vâng, bạn Mai Thu Cúc, học sinh cũng của trường Thăng Long và hiện nay đang là nhân viên của Habu Bank. Thì em muốn hỏi bạn Tiệp một câu hỏi như thế này. Khi bạn đã mở ra một cái thị trường mới thì sẽ có nhiều công ty cạnh tranh và cũng sản xuất như bạn, thì bạn làm thế nào để có thể thắng trong cạnh tranh? Tức là bạn có cái điểm gì hơn các đối thủ của mình không? Điểm mạnh của chúng tôi là ưu thế của người đi tiên phong. Khi chúng tôi đã ra thị trường, đưa sản phẩm vào thị trường đầu tiên thì chúng tôi sẽ sử dụng chiến lược phân phối mạnh để làm sao đấy mà các cái thương hiệu của chúng tôi có thể in sâu vào tâm trí cái khách hàng trước khi các đối thủ khác có thể tiến hành sản xuất và tham gia vào thị trường. Cái thứ hai là đội ngũ nhân viên thì tôi sẽ tiến hành thuê những nhân viên hết sức là trẻ và năng động. Cái thứ ba nữa là cái vốn đầu tư ban đầu của chúng tôi rất nhỏ, cho nên là chỉ trong vòng 2 năm thì chúng tôi có thể hoàn toàn thu hồi vốn. Chúng tôi không lo ngại rằng là sẽ bị các doanh nghiệp khác cạnh tranh trên thị trường. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta sẽ còn phải suy nghĩ và tranh cãi tiếp. Và tất nhiên là các bạn cũng thấy rằng là không phải tất cả các ý tưởng đều có thể thực hiện ngay lập tức. Và trong đó ít nhất là cũng có rất nhiều những phần trăm của sự sáng tạo, của sự tìm tòi và những sự bứt phá. Và tôi cũng nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng tôi rất là tự hào ngày hôm nay, khi các bạn học sinh của Olympia đã không chỉ còn là nắm được những cái câu hỏi trong sách giáo khoa nữa, mà đang tiến lên để nắm vững những cái lĩnh vực mới trong cuộc sống, trong khoa học, và sẽ có những cái đóng góp cho tương lai. Và bây giờ thì chúng ta xin nhường lời cho nhà giáo Đỗ Kim Hồi ạ. Thưa các bạn, ấn tượng của tôi về những cái ý tưởng sáng tạo mà các em học sinh, xin cho tôi vẫn được gọi là các em học sinh, tất cả những ý tưởng ấy nó đều có một cái ưu điểm rất lớn, tức là nó thể hiện một cái ý thức của một người thanh niên ấy, muốn làm được một điều gì đó cho cuộc sống và cho con người. Và đấy cũng sẽ là một cái giải đáp ấy, cho một vấn đề mà bây giờ đang nhiều người rất băn khoăn, rất nhức nhối, là phải đánh giá thế nào về thế hệ trẻ bây giờ. Tôi nghĩ rằng là thế hệ trẻ bây giờ ấy, cũng có những cái làm cho người ta phải suy nghĩ, nhưng cũng có rất nhiều cái làm cho người ta có thể tin tưởng và hy vọng. Thì sắc lần đần ấy, thì có một cái nhận định, tức là tuổi trẻ thật là đắc lực, nhưng mà tuổi trẻ còn hơn là cả sự đắc lực. Và chúng tôi thấy đấy là cái điều mà chúng tôi có thể nhận được qua cái cuộc thi trình bày ý tưởng sáng tạo này. Xin cảm ơn tất cả. Vâng, xin cảm ơn nhà giáo Đỗ Kim Hồi. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai người dẫn chương trình chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu ạ. Và bây giờ sẽ đến giờ phút trao vòng nguyệt quế của buổi sáng tạo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 3 giải thưởng dành cho 3 ý tưởng xuất sắc nhất trong cuộc giao lưu ngày hôm nay. Giải 3 sẽ thuộc về bạn Doãn Minh Đăng. Với ý tưởng nhân đôi kiến thức, xin mời bạn Doãn Minh Đăng. Người thứ 2 sẽ nhận được giải thưởng ý tưởng sáng tạo là bạn Nguyễn Đình Quý. Có một vòng nguyệt quế trong cuộc giao lưu ngày hôm nay sẽ dành cho người có ý tưởng độc đáo nhất và xuất sắc nhất theo ý kiến của hội đồng. Đó là giải thưởng về poster lửa hồng của bạn Nguyễn Quang Tiệp. Và xin trân trọng kính mời nhà giáo Đỗ Kim Hồi lên trao giải thưởng cũng như vòng nguyệt quế cho các bạn có ý tưởng xuất sắc ngày hôm nay. Với những ý tưởng xuất sắc này thì 3 bạn của chúng ta, bạn Nguyễn Đình Quý, bạn Nguyễn Quang Tiệp và bạn Doãn Minh Đăng sẽ trở thành chủ tịch hội đồng của câu lạc bộ Olympia. Và để cho trang web của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia được phong phú hơn, công ty LG Electronics, nhà tài trợ, sẽ trao tặng cho hội đồng, chủ tịch câu lạc bộ cũng như là trang web 15 triệu đồng để các bạn có điều kiện hơn nữa làm cho trang web đẹp hơn và tất nhiên nhiều thông tin hơn. Và trân trọng kính mời ngài Dakicho, tổng giám đốc công ty LG Electronics lên trao tượng trưng món quà này. Những người đã từng chinh phục đỉnh Olympia và những người sẽ chinh phục đỉnh Olympia thân mến. Con đường dẫn ý tưởng sáng tạo của các bạn đến thành công trong tương lai
chính là những suy nghĩ và hành động tích cực của các bạn. Chúng ta hãy không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và thường xuyên liên hệ với nhau. Chúng ta hãy học tập, lao động vì trách nhiệm của tuổi trẻ, trách nhiệm của người công dân. Đó chính là tinh thần của chương trình Đường Đỉnh Olympia của chúng ta. Từng niên đỉnh Olympia. Xin cảm ơn. Mạnh Tân thân mến, lần về nước lần này thì em có những chuyện gì muốn kể cho các bạn của mình nghe? Dạ vâng, nếu muốn kể cho em kể đôi chút về cuộc sống của em ở bên Úc ạ. Thì ví dụ như em đi học và trong lớp thì các bạn cao đến mức thế này, em không biết, em cao 1m75 rồi mà các bạn còn cao hơn đến chừng này nữa, chắc khoảng gần 2m. Rồi là nhưng mà con kangaroo thì em mới tưởng cao lắm, thực ra nó chỉ chừng này thôi. Tại em vào trong khu bảo tồn thiên nhiên mà nó không nhiều như em tưởng. Thế còn các bạn khác, các bạn muốn hỏi Văn Mạnh Tân điều gì nào? Hồng Nhung chẳng hạn. Khi sơ thi thì chung kết, cháu có sợ tới không? Sợ Nhung và sợ tất cả các bạn lại, cả Tuân, cả Trang nữa. Tại sao lại sợ Hồng Nhung? Thì thứ nhất là ngoại hình này à, ngoại hình thì bây giờ vẫn sợ, còn sau nữa là rất là về kiến thức của Nhung, một số nhanh nhạy thông minh, nhưng nhiều thứ lắm sợ nhiều. Thảo nào mà chị thấy em ngồi cứ tránh tránh Nhung. Vâng. Thế còn bây giờ thì em đang học ở đâu và việc học của em như thế nào? Em đang học năm thứ ba, đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khoa ngữ văn. Việc học của em thì đang tiến triển nó tốt đẹp và trong lớp thì em làm sếp. Sếp nghĩa là làm lớp trưởng hay là làm bí thư? Là lớp trưởng ạ. Thế à, dưới em có bao nhiêu người? Dưới em có 45 người. Có tận 45 người. Và làm sếp thì chắc là cũng rất nhiều người sợ em, giống như bạn Phan Mạnh Tân à? Không hẳn vậy. Em rất là hiền. Thật chứ à? Sau này thì em có hình dung như thế nào về tương lai của mình? Nếu có thể có điều kiện em đi xin đi giảng dạy đại học, vì em rất là muốn được giảng dạy đại học. Vì em nghĩ là chỉ có cách được tiếp xúc nhiều các sinh viên thì mới làm mình trẻ lại được. Khi mình đã 30, 40 tuổi, 50 tuổi rồi thì tiếp xúc nhiều sinh viên mình mới trẻ lại được. Còn ngoài ra thì em cũng chỉ biết chuyện gia đình, cái đấy khó nói lắm chị ạ. Thế thôi. Em có vẻ lo về chuyện về sau mình sẽ già quá nhỉ. Bây giờ mình sẽ chúc một lời cho các bạn trong cuộc thi chung kết lần này nhá. Các em sẽ chúc gì? Tất cả tới Tân chiến thắng. Chúc các bạn thi tốt. Chúc các bạn đạt được kết quả đúng như năng lực của bạn. Hết sức tập trung trong từng câu hỏi. Chúc các bạn may mắn để có thể trả lời được tất cả các câu hỏi. Vâng, thưa các bạn khán giả xem chương trình, như vậy là chúng ta vừa kết thúc lễ kỷ niệm 5 năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Với 5 năm thì mỗi người chúng ta đã làm được điều gì ạ? 5 năm không phải là một thời gian quá ngắn nhưng cũng không quá dài, được không ạ? Thế nhưng mà với 5 năm thì nhân loại đã tích lũy được một số lượng kiến thức gấp đôi rồi ạ. Vậy thì chúng ta hãy nhanh lên, hãy cố gắng để tích lũy thêm những kiến thức và đi tìm hiểu thêm những kiến thức mới, và Đường Lên Đỉnh Olympia sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Và chúng ta cùng mong muốn sẽ có rất nhiều buổi giao lưu của các Olympian sau những lần sau, và chắc chắn chúng ta sẽ đông hơn rất nhiều. Trước mắt là trong cuộc chung kết, tất cả các bạn hãy cổ vũ cho 4 thí sinh xuất sắc của chúng ta trong năm vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.